Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của mình. Thì hôm bữa em cũng đăng tải một cái video về bán trâu các bạn nhé. Thì hôm nay em cũng mang trâu cái nhà em lên đi phôi giống trên này. Đó. Chỉ còn trâu được này, ngày trước em đang bán nó là 43 triệu các bạn nhé. Thì có mấy anh em ở xa hỏi nhưng cái giá cả thì cũng hợp lệ rồi nhưng ở xa quá, nói chung là cái công vận chuyển hơi xa. Thì anh em mấy em không lên được. Thì hôm nay em muốn đăng bán lại cái con trâu này. Đó. Con trâu này nếu mà anh em làm cho thịt nó chỉ có anh em ước chừng cái giá cái thịt nó là được gần 2 tạ thịt anh em nhé. Đó. Thì hôm nay em cũng mang trâu này lên phôi giống để xin làm giống đây. Nói chung là em bán cho được này thì kể cả trâu cái này em cũng bán anh em nhé. Anh em nói chung là muốn mua thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0978 108 082 anh em nhé. Thì bên trang trại bên em thì trâu không thiếu anh em ạ. Cho được thì còn tầm chục con nữa. Anh em mua cho thịt thì cứ liên hệ bên số điện thoại lúc này. Đó, còn cho tơ này tầm ước chừng tầm sắp 7 con anh em nhé. Còn loại nhỏ nhỏ hơn nó còn nhiều nữa anh em ạ. Thì anh em cứ tham khảo cái giá cả nào ưng thì mình cứ gọi trực tiếp nhá. Chân dế. Cho anh em mình muốn bán mình cứ gọi trực tiếp mà. Thì nói chung anh em muốn mua chứ gọi trực tiếp số điện thoại đó anh em nhé. Đó. Còn về một số hình ảnh về con trâu này nó thả giống nó nhảy này thì em cắt mất tiêu các bạn ạ, em không để lại nữa vì tại vì nó cũng vi phạm cái cộng đồng của YouTube nên em cắt mất tiêu. Thì anh em có tham khảo cái giá trâu này cho em là ok nhá. Bên em thì nói chung có cả trâu cả bò anh em ạ, nhưng anh em muốn mua trâu hay mua bò thì cứ liên hệ em, hoặc có cái video nào mới mới thì anh em cứ vô bình luận sớm nhất thì em trả lời anh em, hoặc có số điện thoại đó anh cứ gọi cho em nhé. Đó. Đó lúc nãy nó mới nhảy xong nhưng em cắt video anh em nhé. Em cắt bớt cái đoạn đó em không để lại. Thì giá cả là như vậy. Nói chung là con trâu cái này thì em thấy đẹp, nói chung là ok. Còn con trâu đực kia thì bữa trước em review nó hơi bị tối tí, thì hôm nay em quay cho anh em xem rõ ràng cận cảnh con trâu đực này, thì anh em cứ ước tính cái lượng thịt nó được bao nhiêu thịt đó. Đó, như anh em mà tôi tính là được con này được gần 2 tạ thịt nhá, chắc 2 tạ thịt đó. Thì anh em cứ ưng cho thịt thì tôi mua, hoặc mình mua về mình làm giống thì anh em cứ mua nhá. Ra khỏi nó mới ra tru trắng mỏi thì mới hình ấy mày. Thế còn dữ nó. Chẳng có phải với nó đem mỏi những cái cùn này nó, cùn nó là tắm tuấn. Có gì lu mới có là mới. Có còn một ngày thôi. Một ngày thôi, xôi thôi. Nhưng trong mà nó phải tha cái dễ dở chứ mừng hãy hay nó ra. Hả? Nó phải có cái dễ dở tha chứ mừng hãy hay nó ra. Con dao nó thì mai tha. Cái này là người giá tới kia đấy, cứ phạt cứ lên. Cứ tha như cái những cái anh em ạ,
Thì nếu ai có nhu cầu thì cứ gọi điện thoại cho em. Đó. Thì cái video của em đến đây là em cũng xin tạm dừng tại đây. Mong anh em nói chung là xem video này thì ủng hộ em một lần đăng ký. Đó, để em phấn đấu để em có những video hay hơn với lại những giống trâu đẹp với lại trâu thịt thì anh em có nhu cầu mua em nhé. Rồi xin cảm ơn các bác rất nhiều nhá.